Alo, alo, Điền Cháu, chào các anh. Hôm nay em gửi tới các anh những cái dụng cụ của Nhật, mà hôm nay thì có những dòng thước, thước đủ thứ, thước 4, 5, 9, 10, thước vuông, thước đủ thứ thước, rồi những cái thứ linh tinh nữa. Đây là những cái tổng thể mà em đã lướt qua nha. Em quay toàn cảnh như vậy đi. Rồi có cảo ha, cảo bi, rồi cảo sên, rồi rồi đồng hồ đo vôn, những thứ hay hay, mong các anh xem qua rồi ủng hộ. Anh nào cần cái thứ gì thì cứ việc kéo qua nha, kéo lướt 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 qua, em đăng lên rồi, lướt 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 qua chứ chờ một clip em đăng lâu lắm, em quay có cả tiếng đồng hồ cơ. Rồi lời đầu tiên thì Thái xin cảm ơn tất cả mọi người, rồi không quên cầu chúc cho các anh nhiều sức khỏe. Em gửi tất cả anh cái mục này. Đó, em không chốt hàng trên cái mục bình luận nha các anh nha. Các anh đừng có vào đó rồi em không có mở ra, tại vì khi em đăng lên rồi thì em chỉ chờ thôi. Chờ máy gọi các anh gọi tới thôi chứ em không có mở cái phần ở trên đó để nghe các anh. Rồi kế tiếp nữa thì em gửi tới các anh số điện thoại 0903588867. Và đây là hai số tài khoản mà các anh cứ chốt hàng đi rồi chuyển khoản cho em bao ship tất cả những cái đơn hàng này, 100 mấy em cũng bao ship luôn nha. Về đến nhà em bán chẳng hạn như cái này ha, cái này 450, các anh nhận hàng 450 cho em nha. Đây là cái cảo Hataya, cái cảo này là cái cảo cảo sên ha, cảo sên, cảo cảo bi, cảo nó cái cốt nó nhỏ lắm các anh nha, mà cái đầu này của nó thay đầu này của nó thay cốt được nha các anh nha, nó thay cốt được nên các anh cứ mở ra hết rồi cho cái gì đó, cho cái thay đầu cho nó, rồi mình bỏ sên Honda hay là sên xe đạp. Em nghĩ cái phần trên này là của Honda, cái phần trên này là của xe đạp nè, tại vì nó bé mà lỗ nó nhỏ lắm, lỗ nó khoảng cỡ 3 ly thôi ở trên này nè. À, còn cái phần ở dưới này ha, còn phần dưới này là của sên Honda này, lớn hơn này. À, gần như là hai chức năng đó các anh nha, nó Hataya này, Made in Japan nè, mà cái cây này đang còn rất là mới nha. Em mở ra hết cho, nó đang còn mới luôn, nó đang còn, nó chỉ vứt bãi thôi, người ta vứt bãi thôi. Chứ còn cái nhìn xem này. Đó, gai của nó nè, và mọi đường nét của nó đang còn nét lắm nha. Về đến nhà là 450 các anh nha, các anh nhận cảo là 450, Made in Japan, Hataya Made in Japan, các anh nhìn thấy rõ không? Một lần mua, một lần sắm không phải mua lại nữa ha, một lần thôi. Đó, các anh bỏ xuống ha, bỏ vô rồi thốn qua trên này là em nghĩ cái phần ở trên này là của xe đạp này. Rồi còn phần ở dưới này là mình kẹp lại ha, mình kẹp cái thằng xe Honda vô, rồi mình xiết nó vô đó, mình xiết nó vô cho nó trọng tâm hai cái mặt này, cái là mình cứ vặn này xuống thôi nó thốn ra. Rồi cái con số 1 đầu tiên nha, em gửi tới các anh 450 ngàn về đến nhà. Rồi tới con số 2, con số 2 em lấy được cái con đồng hồ đo vôn nè, chưa có khi nào mà nó mới được như con này đó. Con này về nhà 550 các anh nha, Japan Japan nha các anh nha, con này đang còn mới lắm, họ mới dùng có hai cục pin thôi, có nghĩa là họ dùng hai cục pin nó xong cái là đi, khi mà nó vứt bãi nó về là em bỏ hai cục pin khác vô đây, em bỏ hai cục pin khác vô đây là coi như là mình lấy thôi, mình sử dụng thôi. Nhưng mà nó ngặt một cái là nó về bãi nó không có dây các anh nè, về bãi nó không có dây. Con này nè anh, các anh nhìn xem ha, nhìn em xem cái thông số của nó nè, nó đo AC và DC ha, DC từ 0,3V ha, 0,3V trở lên nè, rồi lên tới gì 300.200 gì đây không biết nữa, em không có giỏi về cái phần này nha. Còn cái phần này là cái phần chỉnh gì đây nè, đó phần chỉnh kim nè, rất là nhạy nha các nha. Rồi ở bên này thì là 60 mi gì đây, 600, rồi lên 3 là 6 30 12 AC 300 ngàn 2. Rồi cái bên này là nó đo ôm, đo tụ 1K 110 nhân nhân 10 nhân 100 nhân 1. Đó. Bây giờ em chỉ mình bật qua cái phần nhân 1 này nha. Nhân 1 này ha, để mình test cho. Cái nó về bãi thì nó không có, về bãi thì nó không có dây. Nhưng mà cái dây này thì là dây nó phổ thông ở thị trường, em chạy ra ra cái shop
bán đồ điện tử em mua nó bán cái bộ này là 35.000 này, nó nói là loại tốt nhất này đó. Em sẽ cắm test cho các anh nha. Đó, em bỏ hai cục pin vô rồi thì bây giờ em cắm đỏ, dây đỏ thì vô đỏ, cộng trừ đó, cộng trừ nha. Rồi em sẽ đưa lên cho các anh xem nè. Đó, em lấy hai cái đầu ra đi ha. Đó, cái thế hệ mới bây giờ thì nó nhảy lắm, các anh nhìn xem nè ha. Đó, các anh nhìn xem nè. Em bật qua cái nút thông dòng ha, nhân 1 nè. Đó, các anh nhìn thấy không? Đó, đó, các anh nhìn thấy không? Em coi ha, đó, cho các anh nhìn xem nha. Đó, đó, nhích lên nè, nhích lên nè, đó, nhích lên nè, nhích lên trả xuống nè, đó. Anh nhìn thấy nhà không? Đó. Nhưng mà nó cũng bị lộ một chút về bãi, nó cũng hơi bị nứt ở chỗ này, nó bị nứt dăm cái mép á, ha, dăm cái mép này các anh nhá. Con này là đồ này dạng như là đồ thế hệ của thế hệ gì đây, Japan này ha. Các anh ơi, cái con này nó còn mới lắm, nó mới vô cùng mới luôn. Đó, giờ em lấy ra nha, em lấy dây ra rồi em mở ra cho các anh xem nè. Chưa bao giờ lấy được một cái con nào mà nó về bãi mà nó còn mới như vậy. Ít ra thì nó cũng có một chút gì đó, nó ten ten xét hay là gì, còn con này nó còn mới cứng luôn, nó còn mới lắm. Nó về nó chỉ chết hai cái cục pin của nó thôi, hai cục pin của nó bị hết thôi. Để em lấy hai cục pin ra là bỏ, em bỏ vô hai cục pin khác vô đó, bỏ hai cục pin khác vô, nó không có một chút gì gọi là cái dơ trong này luôn các anh nha. Nó không có tên, không có gì luôn, nó còn mới kít luôn à. Đó, vậy đó các anh, nó là như vậy đây đó, anh nhìn xem ha. Em bấm bỏ vô nha, bỏ vô nha, đó cho các anh xem á. Về đến nhà là 550 các anh nha. Đó, giờ em chập hai đầu kim cho vô cho nó đo dòng này đó. Anh thấy không? Đó. Cái phần này là phần chỉnh kim đây sao anh các anh? Đó, đúng rồi. Đó, phần này chỉnh kim nè. Maximum nè, vặn lên vặn xuống gì đó em không rõ nữa. Cứ thấy mình vặn lên thôi. Đang còn mới kích nha các anh nha. Con này về đến nhà 550 các anh nha. Rồi, em bỏ vô đi. Đó, bắt ốc lại nha. Nó hơi uổng cái là nó không có cái sợi dây zin của nó. Về bãi thì nó không còn cái sợi dây zin. Japan là cái nè. Japan. Mà cái mẫu này dạng màu cổ các anh nha. Mẫu này dạng mẫu cổng, mẫu các anh nhìn là các anh biết đồ này là đồ đẹp nhé. Rồi con này 550 về đến nhà nha các anh nha, nhận hàng cho em. Rồi tới con số 3 là cái con cảo này là cảo 75 mm nha các anh, nó là 3 inch nè, S45C gì đây em không rõ nữa. Đó, cảo này cảo 3 chân nha các anh nha, cảo 3 chân. Em vệ sinh của nó em biết hàng này là hàng xuất Nhật nha các nha. Cái hiệu này, thương hiệu này thì em không biết, nó không có cái thương hiệu nhưng mà nó chỉ đi chữ S45C thôi. Nhưng mà những cái con ốc của nó dán keo hết anh nha. Khi mà nó siết vô nó nhỏ keo, nó siết vô. Em về em tháo ra để em vệ sinh đó, là em biết được là hàng đi Nhật nha. Hàng này là có nghĩa là đi thị trường Nhật nên là nó rất là chi tiết ha. Nó rất là kỹ ha. Đó. Còn răng miệng của nó nè, răng của nó nè, anh nhìn xem nè. Đang là nét không? Đó. Con này cạo 3 chân nha. Anh nào làm việc nhỏ ở nhà, cạo mấy cái ổ bi máy nước hay là mấy khoan máy cắt gì đó, con này về nhà là 300 nha các anh nha. Các anh nhận hàng cho em là 300.
Rồi tới con số 4. Con số 4 là cái con này. Cái con này nó giống như là cái cuốn vở các anh. Anh nào có con học tiếng Nhật. Con nào anh nào có con học tiếng Nhật thì lấy nó là một cuốn sách ha. Đó. Nó là tiếng sách, nó là của hãng Casio, nhưng mà nó hợp tác, nhưng mà nó sản xuất, cái thủ phủ của nó sản xuất ở Trung Quốc nha. Đó. Các anh nhìn xem nha, nó sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng mà cái hãng Casio, cái cuốn này là cái cuốn sách đi ha, cuốn sách tiếng Nhật. À, các anh mở lên nữa ha, đẹp lắm nha, à, đẹp lắm. Nhưng mà rồi mình không có hiểu gì hết, toàn là tiếng Nhật không mà mình không có hiểu gì hết. Đó, cứ bấm cái nút nào đó thì nó nhảy ra mình biết thôi. Không biết. Ủa? Sao rồi? Bấm nút nào? Thì em bỏ cái ngón tay cái ra thưa ạ. Gấp lại nha, óp lại thưa ạ. Mở lại nha. À, mình không biết là mình bấm lộn thùng phèo hết. Ủa sao lại xóa màn hình luôn rồi. Cái nút này là nút gì đây không biết nữa. Đó, nó hiện ra lại. Các anh nhìn xem ha, đây là những cái chữ gì của Nhật không ha. Đó, hiện ra nè. Rồi cứ bấm 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 vậy thôi. Đó. Nó là một cái cuốn sách thôi các anh em. Nó là một cuốn sách của Nhật đây. Cuốn sách để mà học bài hay làm gì đó không biết nữa. Đó. Nó hướng dẫn mình sử dụng là mình không biết, là mình cứ bấm tùm lum hết. Đó. Trái phải vậy đó, lên xuống. Em lấy ở bãi về không biết còn sống chết như thế nào, vì em bỏ pin vô là nó hiện lên thôi. Nhưng mà mình không có biết tiếng Nhật, nên là mình không biết cái phần hướng dẫn để mình mở đặt như thế nào. Bây giờ mình off nha, off. Anh nào có con học và anh nào có con học tiếng Nhật lấy về cho nó nha, để cho nó mày mò ở trong này. Nó là một cuốn sách của Nhật thôi mà, cuốn sách cuốn vở gì đó, nó là dạng như cuốn vở vậy các anh. Con này đẹp lắm nè các anh, con này về nhà 200 nha, con này con số 4 này ha, về nhà 200. Rồi kế tiếp em gửi tới các anh những cái dòng thước của Nhật nha. Anh nào đang cần những cái dòng thước của Nhật không? Rồi cái cây này là cây thước vuông nha, cây thước vuông. Rồi thước 45 nó kéo qua kéo lại được nè các anh, để qua để lại nha, để qua để lại để cho mình đó. Nó như thế này được các anh. Còn cạnh bên này là cạnh cạnh góc 45. Có li vô nữa nè, nó có li vô nữa. Ở dưới này nó có cái nút, nó có cái núm gì nữa này, không rõ. Nó không có vặn cái này, chỉ vặn cái điều chỉnh cái này thôi, để mà mình nới ra rồi mình đẩy qua đẩy lại thôi ha. Đó, các anh nhìn xem, thước này là thước 30 cho các anh. Nó trái phải như thế nào đó, các anh nhìn xem ha. Một cái thước vuông, góc có góc 45 nữa nè, có li vô nữa nè. Con này là 250 nha các anh nha, cái này 250 về nhà nha các anh nha, các anh nhận hàng là 250 giúp em. Rồi tới số 6 là một cây thước cổ nữa các anh nè, cây thước kẹp mà nó kín lắm nè các anh nha. Hàng đang còn mới tin nè, đang êm lắm các anh nha, đang còn bót á, bót êm lắm nè. Các anh nhìn xem, anh nhìn xem nè, rất nét luôn nha, giao nhau nè, anh nhìn thấy không? Thước này là thước 200 nè các nha, 200 mi nè, made in Japan nè, tán đồng nha các anh nha, tán đồng,
cái ổ này của nó bằng đồng, còn đường chỉ của nó thì đang rất là nét nha. Đây, hai mặt nó đây, nới ốc ra, càng kéo ra thôi ha, đang còn rất là nét nha. Con này về nhà là 4,5 nha các anh nha, đang còn rất nét luôn, rất nét, rất kín luôn nha. Này là 20 nha, thước 200 mm, 4,5 về nhà các anh nha. Cái nhận hàng cho em là 4,5. Rồi tới con số 7 là một cây thước gì đó của Nhật này các anh nha. Cây thước này là cây thước đo góc 45-90 nha các anh nha. Nó như thế này đây. Hồi năm ngoái em cũng có nhớ em bán một cây. Còn những cái chữ này thì mình không nói đâu được. Con này về nhà là 3,5 các anh nha. 3,5. Cái con này nó còn bị lỗi nè, đó. Về bãi nó bị cấn ha. Đồ đạc đè lên nó cấn. Thì nó có cái chẳng hạn như từ đoạn này ha, từ đoạn này giờ nó không, nó phẳng hết rồi. Còn đoạn này thì nó có những cái dấu cấn này các anh nhìn thấy không? Mà nó vẫn thẳng thước nha. Các anh nhìn xem ha, góc này là góc 45 này ha. Các anh kéo lên đây. Đó. 45 vạch. Còn góc này là góc 90. 90 ha, 90. Đó. Để cho các anh làm việc cái gì đó, anh nào thích sưu tầm thước cũng như là làm việc mà cần đặt chân đó, tại vì nó cái phần này là phần kẹp mà, nó kẹp á, nó kẹp vô trong cái, nó có cái phần gờ nè, nó có phần gờ để các anh kẹp vô ha, chẳng hạn như là mình kẹp vô đây như thế này đi ha, đó mình kẹp vô thế này, kẹp như vô như thế này đi, đó để mình vạch ha, vạch ở đây, rồi kéo qua 45 này ha, đó, kéo qua 45, đó. vạch. Là thứ 45 nha các anh nha. Con này 3,5 về nhà nha các anh nha. Con số 7 3,5 về nhà. Rồi tới con số 8. Con số 8 là một cây thước vuông. Cây thước này là cây thước 400 nha các anh nha. 400 mm nè, 401 luôn. Hiệu của nó là hiệu cái con chim cánh cụt. Hiệu cánh cụt Japan nè các anh ha. Thước đang còn rất mới nè các anh. Nhôm nha. Thân này của nó bằng nhôm. Nó tán ở đây, còn này bằng hinox anh ha, nhìn xem ha, con này có được không, thước này thước lớn nha các anh nha, thước dài, thước vuông và dạng thước dài nha, để các anh làm thợ mộc á. Con này 400 về nhà các anh nha. Con này nó cũng bị lỗi tí nữa ha, nó mất miếng tí cao su chỗ này đó. Tí cao su nó dán vô cái đầu này ha. Số 8 đi các anh nha, số 8 400 về nhà nha. Rồi tới con số 9 là một cái con dao để mà các anh chặt dừa nè, các anh miền Tây á. Con này thì là nó không có chữ coi, nó không có bảng chữ đây. Anh nhìn xem con dao, con này thì em đã mài rồi á, mài rồi bán các anh về chỉ việc chặt thôi, rất là vừa tay ha, chặt dừa là tuyệt vời nhé. Con này con số 9 300 nha các anh nha, 300 về nhà. Các anh nhận hàng cho em, con này bé lắm nha, cái độ bén của nó lạnh lắm, độ bén lạnh lắm các anh. Cho dù nó không có chữ nhưng mà rồi nó vẫn bén lắm. Cái độ bén của nó hay là cái nó bị cũ quá rồi sao mà cái chữ của nó bị mất đây không biết nữa. Nó lặn sâu xuống hay sao em không rõ nữa. Nguyên bản của Nhật luôn nha các em. Bén lắm. Đã bén rồi nha các nha. Về chỉ việc dùng thôi. 300 về nhà nha các nha. Đó. Chặt dừa là tuyệt vời. Số 9 nha các nha. Rồi tới con số 10. Con số 10 là một con dao sashimi. Đó. Nó có chữ 1 2 3 4 chữ. Con này em cũng mài rồi, mài bén rồi nha. Đó. Con này em mài bén rồi, các anh nhìn xem. Cái bảng của nó là bảng cái bảng của nó là bảng 5 phân ha các anh. Góc này nè. 4,5 nè. Dưới này là 4,5. Rồi nó vuốt lên ha, tổng chiều dài của nó là 28 cm. một mặt thẳng, một mặt nghiêng. Con này em cũng mài bén rồi, về chỉ việc dùng thôi. Con này 350 về nhà. Rồi tới con số 11 là một cái cây kìm,
một cái cây kìm này. Cây kìm này thì em không biết là cây kìm gì đây, nó làm trong chức năng gì không biết nữa. Nó dài 31, nó dài 31 lẻ 5 315 mi nè. Nhưng mà cái con này á, thì là cái miệng của nó lạ lắm các anh nha, các anh. Miệng này là miệng gì đây các anh? Không biết nữa. Ở trong này nó có một cái gờ nè, cái gờ để mà nó bấu vô cái gì đó. Còn ở trên này thì là hai cái đầu bằng thôi, nhưng mà ở trong này nó là có một cái lỗ nữa nè. Không biết rằng là nó đã mất đi cái gì chức năng của nó thì em không rõ, nhưng mà hai miệng thì nó bằng nhau, nhưng mà hiệu của nó là hiệu bắc côm ha, phân xe ra của Pháp ha, của anh nha. Anh nào sưu tầm cây kìm này cũng hay nè, của Pháp này, của anh nha. Hiệu này hiệu của Pháp nha, đó, hiệu thương hiệu này là của Pháp, đóng chữ Pháp này ha, phân xe nè. Mở ra ha, bóp vô thôi, để làm gì thôi em không rõ. Anh nào làm thợ máy thì biết, tại vì nó dài hơn 30 các anh nè, nên là em không biết nó là cái gì. Nó có phải là cây kìm mấy không? Em nghĩ là nó không phải đâu, nó cũng là dạng như cái kìm phe mà, nhưng mà nó dạng để nó dùng trong máy móc gì đó các anh. Nó dạng kìm phe đây ha, dài ha, rồi nó có nấc như vậy ha, các anh nhìn xem ha. Đó, con này 300 về nhà nha, sưu tầm đi các anh, của Pháp mà. Rồi tới số 12 là em gửi tới các anh nha, một cây Izumi ha. Izumi cốt này là cốt lớn các anh nha, 16x2, cốt này cốt lớn các anh nha, cốt này cốt 16 ha, từ 2 tới 16, 1.6x2 gì đây em không rõ nữa, nhưng mà nó là bằng tiếng Nhật không mà các anh. Izumi cây này thì nó lại không có ghi thông số rõ trên này, mà nó ghi bằng tiếng Nhật không mà các anh. Mà cốt là cốt lớn nè, em bán nhiều em biết mà. 8-16 hay sao các anh, 5 rồi 3 gì đó, từ đây xuống đây. Nhưng mà con này thì nó dài lắm, dài cũng 30 á các anh, 29. Con này dài 29 nha. Các anh kia việc bóp vô thôi ha. Ở trong này ở trong này nó cũng ghi nữa nè, trong miệng này của nó cũng ghi, nó ghi chữ không mà các anh ơi. Chứ nó lại là không ghi số. Trong họng này của nó nè, nó ghi chữ không thôi. Nhưng mà đặc biệt của thằng Nhật nó làm á, cho dù một cuốc như thế nào không biết, mà khi nó bung ra thì các anh cũng cầm bóp rồi bua được như vậy. Còn kìm trong cuốc là nó bung hết rồi, nhưng mà các anh bóp vô không được, phải dùng hai tay. Đó, này cuốc lớn nha. Đó, rồi các anh lắc vô thôi, lắc hết vô rồi nó bung ra lại. Đó, 270 nha các anh nha. Nhận hàng cho em 270 về nhà. Rồi kế tiếp nữa là một cây kìm cũng dài nữa nè, cũng là cốt nữa, nhưng mà nó cũng là 29 năm nè, gần 30 luôn ha. Đó, còn tem mạc đang mới cũng 270 luôn nha các nha. Kìm này thì cái miệng của nó ghi là 1.25. Đó, còn hiệu của nó là hiệu ZGNST. Cái này năm ngoái em nhớ em có bán. Em có bán một cây nó như thế này. Cái miệng của nó là hình bầu dục ha. À, cái miệng của nó là hình bầu dục các anh nha. Đó, mà trong này nó có nhiều nấc lắm, để đẩy vô qua bên cái lưỡi gà bên này nó dừng lại để các anh bấm cái cốt gì đó em không rõ nữa. Đang to, đang còn mới, kìm đang còn mới, đang còn dài, mới dài ha. Kìm này năm ngoái thì em bán trên 300 một con không á, tại vì dài trên 30 thì có bán 300 á các anh nha. Năm này giảm xuống 270 các anh nha, 270.000 về nhà nha. Các anh nhận hàng cho em là 270. Rồi kế tiếp nữa là con số 14. Con số 14 cũng là con cốt luôn nha các anh nha. Cốt này là cốt 8 coi nè. À cốt 5 mà coi nha, 5.5 nè, 1.25. Nó là ba miệng cốt nha các anh nha. Ba miệng cốt thôi, nó có ba miệng cốt dạng cốt nhỏ. Nó dài chỉ có 27 thôi các anh nha. Dài 27 cũng còn tem mạc nữa con này nha. Con này là em giảm xuống 10.000 nha các anh nha. Số 14 nha các anh nha. Số 14 170 nha các anh nha. 170 về nhà. Đó, các anh đi được. Bóp vô như vậy thôi, nó bung ra thôi ha. Bóp vậy nó bung ra. Đó, nó bung ra hết như vậy. Rồi các anh cho cốt vô ha. Cho cốt vô bấm ha. Kìm Nhật. Từng con cóc của nó kêu cũng sướng lắm. Số 14 170, các anh nhận hàng cho em. Rồi kế tiếp nữa là số 15 là cây kéo, một cây kéo cắt tôn nha các anh nha.
là cây kéo cắt tôn, là cây của Mitsubishi á. Cây này là cây Mitsu. Cây này thì em vệ sinh xong rồi nhưng mà rồi cũng chưa có tìm thấy cái móc của nó. Để mà bỏ cái móc nó vô ha. Cái móc như là nằm đây. Đó, để khóa cái miệng nó lại như thế này. Đăng xong rồi em sẽ lấy móc em bỏ vô nha. Ai nào có lấy thì em cũng bỏ móc vô, nghiêm chỉnh hết á. Con này 230 về nhà các anh nha. Mitsu nha các anh nha. Các anh nhìn xem nè. Đặc trưng của dòng này á, của dòng Mitsu này là như vậy. Các anh nhìn xem nha. Nó dài chỉ có được có 20. Nó dài chỉ có 25 thôi các anh. Nó dài chỉ có 25 thôi, nhưng mà nó cắt dọc được các anh nha. Đó, em test cho các anh xem đây ha. Bây giờ thì em đã test kẽm trước đi ha. Cắt tấm tôn trước đi. Đó. Cái việc để vô như vậy thôi, rồi bấm tới thôi. Đó. Cắt tôn dọc, tôn ngang thì cũng được hết các anh nha. Các anh nhìn xem nha. Em cắt nè, đó. Em cắt tôn xong rồi nè ha. Rồi bây giờ em cắt chỉ nè. Đó. Các anh sẽ hài lòng với cái kéo Mitsu các anh nha. Con này 230 về nhà nha các anh nha. 230 về nhà. Đó, anh thấy các anh thấy cái kéo nào ở thị trường Việt Nam mình mà để mà cắt tôn xong rồi mà đưa qua để mà cắt được những sợi lông như thế này không? Đó, em sẽ bỏ khóa vô ha, nó có cái móc thôi. Đó. Các anh sẽ làm việc nhà và hài lòng với nó nha. Cái thứ này lâu lâu em thấy một con thôi. Đó. Cứ để vậy rồi các anh bấm tới thôi ha. Nó chạy vào trong cái mương này. Đó, cắt dọc cũng được, cắt ngang cũng được ha, cắt xuôi, cắt bén nha các anh nha. Số 15. 230 về nhà. Rồi tới số 16. Số 16 là một cái con này cho các anh độ chế để mà khóa bàn hay làm gì á, độ để mà cùng ván hay cùng cái gì đó. Đó. Con này hiệu của nó là hiệu của Kakuta nè. Cái dòng này em bán nhiều là em biết ha. Đó. Con này thì nó cũng to các anh. Tổng chiều dài của nó tới tổng chiều dài nó tới 26 các anh nha. Con này họ đã sử dụng rồi nè, có dấu sử dụng. Nhưng mà rồi mọi cái thì nó cũng đang còn nhịp nhàng lắm các anh nha. Đó, các anh cứ để về, bắt vô rồi cùng xuống thôi. Nó giống như cái kình chế vậy, khóa lại. Trăm rưỡi các anh nha. Đó, con này 150. Về nhà. Các anh nhận hàng là 150. Rồi tới số 17. 17 có một cái búa đẹp mà các anh nha. Anh nào sưu tầm cái búa này. Tại vì cái búa này đúng ra thì là trong những năm trước thì em bán là 120 thôi các anh. Các anh phải chịu tiền ship nữa. Đó. Còn bây giờ thì em bán 130 nha. Em bán 130 về nhà. Đó. 130 các anh nhận búa là 130 ha. Cái búa này nó nhỏ nhỏ mà cái kiểu của nó đẹp đẹp nha các anh nha. Đầu thép của nó đẹp lắm. Đó. Trong này nó có cục 500. Để các anh để cái gì đó, để cái đinh vô trong đây. Đó. Để bỏ cái đinh vô trong đây là nó ngậm cứng cái đinh nha các anh nha. Đó. Nó ngậm chắc cái đinh vô trong này à, để các anh làm việc đóng đó. Bỏ vô đây ha, cái đinh ngậm vô đây, cái tai đinh nó nằm lọc vô trong đây để các anh gõ vô trong tường á, gõ vô trong những cái chỗ kẹt mà mình không hay đứng trên thang mà mình không có, mình cầm như vậy thôi, mình gõ bụp vô thôi. Đó, con này 130 nha các anh nha, số 17. Số 17 nha các anh nha, số 17 130. Các anh nhận búa là 130. Về đến nhà nha. Số 17. Rồi số 18. Số 18, 19 em lấy đâu mấy chục cây này các anh nè. Em lấy mấy chục cây nha. Đó. Em nói thật luôn là em lấy mấy chục cây. Nếu mà mình lấy một cây thì nó bán 100.000 một cây. Đó. Mà em lấy mấy chục cây thì nó tính cho em là 80.000 một cây. Đó. Em lấy mấy chục cây mà rồi cũng chưa có ai mua hết. Hàng made in không các anh. Made in Japan hết. Hiệu này là hiệu Hi mà. Còn hiệu này hiệu Angle nè, hàng này hàng mới không các anh, hàng chưa sử dụng nè. Đó. Tại vì cái thứ này thì các anh em đã có nhiều rồi, anh nào sưu tầm nè. Lấy một cặp ha, cái này 130 về nhà nha, một con, một cái như vậy là 130 về nhà. Đó. Tại vì tiền ship nó là hết 30.000 rồi các anh, 130 về nhà nha các anh nha. Có, nhưng mà có con thì nó cũng bị xước nè, xước vỏ nè, chày vỏ nè, nó về bãi nó đổ rồi nó chồng chất lên nhau các anh nè.
mà đang còn đẹp lắm nha. 18, 19 nha, con nào cũng được ha. Anh nào lấy hàng lấy luôn rồi em ship luôn nha. Đó. Một con thì hiệu Angle nè. Đó, Make in Japan nè, còn một con là Hill nè ha. Hill nè, dấu dít nè, Make in Japan nè. Sản xuất tại Nhật nha. Rồi, số 18, 19 là qua nha. Rồi tới số 20. Số 20 là một cái kìm mà để mà mở cái cho các anh mở ống mở to. HKC, hiệu của nó là HKC. Cái thân của nó hiệu này là hiệu Hojan nha các nha. Hojan Top. Thương hiệu này cũng của Nhật luôn nha các anh nha. Đó, răng này là răng để mở mở chén cổ ha, mở chén cổ hay là những cái ống nhựa bình minh gì á. Đó, nó cũng là hình thức để mà nó cũng là giống như cái kìm mỏ quạ vậy nhưng mà nó là hình tròn thôi các anh. Đó. Con số 20 này 150 nha các anh nha. 150. 150 về nhà nha, cái nhận kìm là 150. Tất cả những cái đơn hàng em bán của hôm nay là nó dài 27 phân 5 ly là đã có tiền ship nha. Các anh nhận hàng có tiền ship. Rồi gửi tới các anh một cặp taro ha, một cặp cây trong và cây gai ngoài nha. À, cái cây gai trong thì là nó dài 38 ha, 38 sang 38 phân. Còn cái cây gai ngoài thì là nó dài 39 năm. Đó, một cặp trung này ha. Taro này gọi là taro trung này ha, để các anh làm thợ cũng được và làm nhà cũng cần thích nữa nè. Nó có chén này là chén 10 ha. Chén 10. Cặp này 3,5 các anh nha. Đang đẹp lắm. 3,5 về nhà. Rồi tới số 22. 22 em gửi tới các anh một cây live ha, một cây live này là của Top Japan à. Top Japan, các anh nhìn xem ha. Hàng này thì không có lộn lẫn vào đâu được. Em có bán rồi em bảo hành luôn với các anh nha. Năm sau nếu mà nó có hư. Đó, vì em nghĩ là nó không bao giờ nó hư. Đó, một năm thì hàng này thì không bao giờ nó hư được. Đó. Tại vì hàng Trung Quốc một năm chưa chắc đã hư được chứ hàng Japan này ha, Top Japan này, hàng nổi tiếng nha. Hàng hiệu lớn nên em không có lấy đinh để test đâu. Đó, em bao luôn cho các anh xài nha. Vì tất cả những hàng em bán em đã test rồi nha. Đó, 4 ly, 5 ly, 3 ly, 2 ly. Đó, về đến nhà 300 nha. 300. Các anh dùng cái kìm này đi, nó nổ nó sướng lắm. Đừng có dùng đồ của Trung Quốc, nó có 100.000 thị trường nhà 100.000 80-100.000 thôi mà các anh dùng vài bữa là như là nó không nhả đinh ra. Rồi rút nó không được nữa, nó rạc nó tuột luôn. Còn này là em bao xài luôn nha các anh nha. Đó. 300. Về nhà nha các anh. Rồi, em gửi tới các anh số 23. 23, 24, 25. 23 em gửi tới các anh một cái kìm hàng nè. Anh nào làm gara nè. Anh nào làm gara thì ủng hộ nè ha. Kìm hàng của Mỹ nè ha. Vì size này Make in USA nè. Các anh nhìn xem nè. Nồi đồng cối đá nó hơi xấu thôi các anh. Đó, nó hơi xấu thôi các anh. Nó hơi cũ thôi. Đó, nhưng mà các anh về các anh dùng nó đi rồi thấy hàng của Mỹ hả? Chất lượng vô song. Đó. Cũng có thể là nếu mà các anh dùng ít thì có thể là mình đi trước nó. 600 nha, về nhà các anh nha. Make in USA nè ha, design nè, bắt tay nhau nè. Đó, nhiều chữ lắm các anh. Đó, dưới này cũng có chữ nữa nè. Cây này nó dài lắm, cây này là cây này để bấm hàng garage ha. Cây này nó dài tới 45 mà. Còn cái phần họng của nó mà để mà nó bấm được là nó tới 25 luôn nha, sâu 25 luôn các anh nè. Sâu 25 luôn nha. Cây này 600. Số 23 về nhà nha các anh nha. Vô song luôn. Nè các anh nhìn xem nè. Nó đang còn thẳng lắm nha. Số 23 600 về nhà. Rồi tới số 24, đó cũng là một cây kìm bấm hàng nữa. Mà con này thì là của hiệu Ingo nữa ha. Japan nè. Đây cái đây con này thì là dùng để cho các anh làm việc nhà thôi. Làm việc nhà, bấm hàng việc nhà thôi. 300 nha các anh nha. Con này 300. 300 về nhà nha. Các anh nhận hàng cho em là 300. Đó. Bao cho anh xài luôn. Rồi tới số 25 là em gửi tới các anh một cái con tăng ha. Con tăng này là con tăng
hiệu của nó là Osaka Japan nè cả nhà. À, cái con tăng này là con tăng kẽm, tăng dây kẽm đó cả nhà. Nó nặng 3,2 kg. À, tại vì cái con mỗi con mà tăng dây nhựa thì nó chỉ có 1,7 kg thôi. Mà con này là con tăng dây kẽm cả nhà. Nó có hai cái nó khác nhau. Cái con tăng dây nhựa thì nó chỉ có một con cóc thôi, còn cái tăng dây kẽm này nó có hai con cóc ha. Cái con này nó đẩy xuống, con này nhịp lên con kia chụp xuống. Hay lắm. Hay. Đó. Tăng kẽm nha cả nhà. Dòng này dòng tăng kẽm. Đó. Con này về nhà là 400 nha cả nhà. Con này về nhà là 400. Con này là con tăng kẽm nha cả nhà. Đó. Đó, cái lập luôn như vậy là kéo lui thôi ha. Cái nhìn răng nó này. Răng chưa tì vết luôn anh. Osaka Japan nha, con này 400 về nhà nha các anh, số 25. Rồi tới số 26 em gửi tới cho các anh, gửi tới các anh cái mỏ hàng ha. Cái mỏ hàng này là 200 hay là 300 W gì đó em không rõ nữa. Có bảo hành về đến nhà là 300 nha các anh nha. Cho các anh là hàng kẽm, hàng cần công suất lớn nha. Nồi đồng cối đá đây các anh. Nó chỉ bị đứt cái dây này thôi. Nó đứt cái đầu cắm thôi. Em kiếm cái đầu cắm khác là em đấu vô đây. Hàng Nhật hết đó nha các anh. Số 26 các anh nha, số 26. 300 luôn nha. 300 về nhà. Con này từ 200 W tới 300 W tại vì nó nặng 1 kg các anh. Rất là nặng. Nên là cái độ bám chì của nó nè, em đã test rồi nha. Đó, em để cho máy nó cho nó nóng, cho nó nóng rồi là em đưa chì vô là con nó bám rẹt. Rồi cái con số 26 này là 300 nha các anh nha. Về đến nhà. Các anh nhận hàng nè là 300. Rồi tới số 27, 27, 28 gửi tới các anh một cặp tay hàng và đồng hồ. Đó. Nhưng mà em cũng bán rồi luôn. Ai cần, ai đã có rồi, ai chưa có. Cái con này là con gì đây? Con Cookie. Cặp này là cặp Cookie các anh nha. Nè, Cookie nè. Đó. Cookie Japan ha. Đường vào, đường ra. Japan nè. Còn tem mạc nè, đồng hồ đẹp nè. Đó. Còn cái chân của nó nè. Đó. Chân là chân này ha. Vặn vô ha. Vặn vô trong cái đầu của cái ống oxy ha. Cái bình oxy. Còn cái đầu ra của nó đây. Đó. Đầu ra của nó đây nha con nha. Còn đây là van của nó. Khóa ha. Khóa van. Còn số 27 này 400 nha con nha. 400. Về nhà. Rồi tới số 27 rồi. Tới số 28. 28 là con này là con hàng các anh nha. Đó. Đầu này đầu hàng. Đầu hàng. Con này con to nha các anh nha. To dài. Con này tổng chiều dài của nó là 50 các anh nha. 52, cả chân này của nó luôn. Ba van này của nó. Con này là con Cookie. Nhưng mà nó chỉ khác nhau cái là tất cả của nó bằng đồng hết cả nha. Nhưng mà cái tay cầm của nó bằng nhôm nha. Tay cầm này của nó bằng nhôm, nó cầm một cái ống. Nó có hai miếng nó bắt lại với nhau, là nó siết ốp lại. Đó. Con này là 550. Con này 550 anh nha. 550, đẹp long lanh. 550 về đến nhà. 950 cặp này nha các anh nha. Số 28 đã qua, em gửi tới anh mã 29. 29 anh thích, anh nào thích nồi đồng cối đá nè. Có một cây cảo của Somax nè. Nó dài cảo Somax này là nó dài 400 hay 500 này em không rõ nữa. Somax Japan nè. Anh nào yêu đồ cổ mà thích nặng đầm thì ủng hộ em con này ha. Mở của nó là 40 nha các anh nha. 40 12 nha các anh ạ. Nè, 40 á, em mở ra maximum đây nè. Đó. 400 rồi 120 cho các anh. Con này mở 400 nha các anh nha. Đó, nó maximum của nó là như vậy đây. Này 400 rồi các anh nè. 400 nè, rồi cái phần họng của nó là 120 nè ha, ngay tim là 120 nha các anh nhé. Đó, vô trong tim đây là 120, chứ còn mà đo ra ngoài luôn là 140 nhé. Em tính ngay tim thôi ha, tại vì cái này nó có lên trong nữa thì nó cũng vô tim thôi. Đó, 120 nha các anh nhé. 120, 400, con này 400 về nhà nha.
con này 400 ngàn về nhà, các nhận hàng là 400 ngàn giúp em. Đó. Sau mắt nha, da banh nồi đồng cối đá nè các anh nha. Rồi số 29 nha. Rồi tới số 30. Tới số 30 là em gửi tới các anh cặp cáo này ha, một cặp cáo cũng lốt tờ này ha. Cặp cáo lốt tờ nó là 30-12 này ha. Coi như là độ dài của nó là 30. Độ sâu của nó là 12 nha các anh nha, 120 nè, 300 mm, 12 mm của lốt tờ nha. Con này là con để mà các anh làm việc nặng nha. Con này không phải là cáo gỗ mà đây, con này là cáo sắt nha các anh. Con này cáo sắt nha. À, con này cáo sắt. Tại vì họ không có, họ không có luồn cái cây nhớ vô đây mà họ lấy mấy cái con tán họ hàng vô đây để làm một cái con ốc để họ xoay á, cho nó mạnh đó. Cho nó mạnh hơn là cái đút vô đây, đút vô trong cái lỗ này nó không mạnh bằng cái vuông này. Đó, họ cho cờ lê vô họ khóa lại. Mọi cái đang còn rất là đẹp nha các anh nha. Cáo Luster 300 nè, dài 300 mm nè. Họng của nó là 120 nha. Đây, anh nào lấy một cặp này ha, về nhà 700 nha. Rồi tới số 31 em gửi tới các anh nha, cái con cóc nha. Cái con cóc này là cái con cóc cáp nè. Đó, kéo cáp nha các anh nha. Con này xuất xứ của nó là của Mỹ nha. Nó làm ở thành phố nè, nó làm ở thành phố Chicago nè các anh nè, USA nè. Đó. Còn những cái số này nó mờ quá, em không biết cái độ tải của nó là bao nhiêu các anh. 1604 gì đấy sao? Bằng 20 gì đó em không rõ. Có nghĩa là 1600 là khoảng 1,5 tấn ha. 1,5 tấn mà nó ngậm được dây 20 á các anh. Đó. Dây 20 á các anh. Mic nó không có ghi make in nhưng mà nó chỉ làm ở thành phố Chicago USA nha các anh nha. Của Mỹ nha, con này của Mỹ, con này là con kéo cáp nha các anh nha. Đó. Kéo sợi dây cáp á các anh nha. Kéo sợi dây cáp á. Các anh nhìn răng của nó nè, răng Mỹ nè. Răng Mỹ ác ôn lắm. Răng của nó như thế là cái sên của xe tăng vậy. Số 31 nha các anh. 31 350 về nhà. Rồi tới số 32. 32 thì con này là của Nhật. Đó, con kia của Mỹ rồi, con này của Nhật. NGK nè, con này là 2 tấn nha các anh nha. Con này 2 tấn đó. Con này 2 tấn luôn các anh ơi. Từ 4 mm nè, nó ngậm từ 4 mm ra 20 mm nè. Dây của nó, độ tải của nó là 2 tấn nè. 2 tấn. Đó. Con này là con kéo cộng dây điện đi ha, cộng dây điện. Còn con này là kéo cộng dây cáp, răng của nó ác hơn. Còn con này là kéo ôm dây điện ha, ôm dây điện. Đó, tải của nó là 2 tấn, cũng 350 luôn nha các anh nha. 350 về nhà. 350 về nhà. Rồi tới số 33. 33 gửi tới các anh cái con cáo. Con cáo C nha, con cáo này là con cáo mát. Đó, để các anh làm việc ở trên cao ha, để mà hàng nhà tiền chế hay là xà gồ gì đó để cùm nó vô ha. Đó, con này nó cũng nặng 3 kg gì đó các anh. Nó độ mở của nó là 1000 thôi ha. Nhưng mà cái nặng cái phần đồng này ha. Đó, các anh cho dây mát vô đây cùm lại ha. Cùm lại rồi siết vào trong trụ thôi. Siết vào trong trụ thôi các anh. Hiệu của nó là hiệu Sun. Đó, con mát nha. Nó nặng nó đắt cái khúc đồng này các anh. Nó đắt cục đồng này à. Con này 350 các anh, 350, số 33, 350 về nhà. Con mát nha, con dây mát. Rồi tới số 34, 34 gửi tới các anh, gửi tới các anh con số 34, 34 là cái con thước vuông các anh nha. Con đầu tiên thì em gửi tới các anh là cái con bằng nhôm. Còn con này là cho thợ sắt nha các anh nha. Con thợ sắt, con này là nó được 37 thôi. 37 à ha. Nó đo được 37 thôi, nó nặng. Còn con này thì bằng nhôm nó nhẹ hơn. Con này thì 400, nó dài 400 mm. Còn con này là 37 mm. Nó đo được 37 mm, nó 350 về nhà. Cho thợ sắt nha các anh nha. Thợ sắt để cắt sắt. Số 37 các anh nha. À, một số 34, 350 về nhà. Rồi em sẽ chuyển camera lại, còn lại mấy số nữa. Hôm nay em gửi tới các anh cái
có những cái đơn hàng nó những cây thước lạ, rồi đồng hồ, rồi cáo, rồi những cái con iPad gì đó, những cái thứ của Mỹ với của Pháp nữa. Hôm nay có ba đơn hàng nó hay hay. Rồi tới số 35 nha, 35 em gửi tới các anh cái con cà lê 45 độ. Con này là nó ghi là 450, miệng nó 450, nhưng mà cái họng của nó mở ra ác lắm. Cái họng của nó mở ra tới 90% vậy các coi nha. Nó sử dụng được khoảng 90 nha, nè, cốt nó nè. Nó bằng đây ha. Nó bằng tém con ốc này mà nó là hiện tại giờ là đo là 95 rồi các nha. Có nghĩa là mình sử dụng được khoảng cỡ 90. Đó, 90 hơn 90 ha. Họng của nó đây. Đó, giờ em kéo maximum lên coi thử nó là đường trăm không. Gần trăm luôn, mình dùng được 95 luôn các anh. Con này là con lốt tờ luôn ha, Japan. Đó, các anh nhìn xem răng nó, hàng này là hàng đã tuyển rồi các anh. Hàng này hàng hệ đã tuyển rồi các nha. Đó, các anh để ý cái răng trên này và cái răng ở đây. Nó có bằng nhau không? Nó bằng nhau thì họ chưa sử dụng nha. Con này 450 về nhà các anh. 450 về nhà số 35 nha các anh. Rồi tới số 36. 36 em gửi tới anh một cặp thước này ha. Cái thước này gọi là thước để mà dẫn bàn. Thước dẫn bàn để cắt gỗ. Anh em nghĩ rằng là cái dòng này em cũng ao ước lắm ha. Cái dòng này em cũng ao ước có một cặp để làm việc xẻ ván đồ. Em nghĩ là các anh nhiều anh cũng đang còn thích nó. Đó. Cặp thước này là cặp thước mà để mà mình bỏ ván vô mình cắt ha. Cái hiệu của nó là hiệu con chim cánh cụt này ha. Đó. Còn cái phần dưới này là một cái cây thước vuông này ha. Đó, các anh chỉ còn kẹp vô ha. Bỏ vô trong cái gáy của miếng ván là các anh cầm như thế này. Đặt cái máy cưa lên là re. Là thẳng nét luôn ha. Không cần cử, không cần kiết gì hết ha. Không cần nó không phải méo mó gì hết. Cái cây thước này mình gọi là cây thước dẫn ha, dẫn cắt. Đó, còn tổng chiều dài của cây thước dài này là nó dài mấy đấy em không rõ nữa. Tổng chiều dài của nó là 1m15 các anh nha. Nhưng mà nó cắt được có 1m thôi nha các anh nha. Tại vì mình tính ở nơi cái điểm này nè, cái điểm mình tính ở nơi cái điểm của thước vuông này các anh. Ở dưới này thì là nó là cây thước vuông ha. Để mình cặp vô trong cái gáy của cái miếng ván ha. Đó. Mình gập nó vô là nó không có bị lắc nữa. Đó. Rồi một tay các anh giữ đây, còn một tay đặt cái máy cưa vô đây, rè, thẳng đét. Đó, một con ha, con này 1m nha. Em cứ cho là 1m đi ha, con này 1m. Nhưng mà đo tổng chiều dài của nó là tới 1m mấy rồi các anh ạ. Ship đi em không thấy ngại lắm đó. 1m15 luôn các anh. Tổng chiều dài của nó là 1m15, còn cái phần này của nó nè. Cái phần mà gọi là để mà nó cái góc vuông của nó đó là 40 nè. Đó. Nên từ chỗ đó mà nó không có thể nào mà nó đâm được ha. Đó, các anh để vô trong miếng ván một phát là để máy cưa vô đây ha. Máy cưa nó sẽ nằm ở hướng này. Đó. Cái gáy của cái máy cưa đó, cái bàn của nó là nó sẽ ôm cái mặt này để nó cắt ra. Một con ha, đây là một cái các anh nha. Một cái. Nè, đi về bãi rồi mà nó cũng có dấu lượng lượng, nhưng mà mình đặt vô thì nó là cũng thẳng thôi các anh. Nó cũng có dấu lượng lượng chỗ này một chút rồi coi. Em cũng chưa nắng nó lại. Nhưng mà mình đặt xuống nó thẳng thôi. Mình đặt vô đặt. Em đã test rồi đó. Nhưng mà rồi mình sẽ lấy tay mình nắng nó lại một chút là nó sẽ thẳng thôi. Đó, chứ về bãi thì nó đè oằn á các nhỉ. Oằn. Nó oằn chút thôi. Chứ còn cái độ thẳng của nó thì là nó là một cái khối mà. Là một cái miếng vuông này ha, một cái miếng nhôm. Một miếng vuông mà người ta cắt nó ra luôn, rồi nó tán bụt vô đây. Đó. Rồi một con ha, rồi con thứ hai. Con thứ hai này thì là nó dài được 50 nha các anh nha. Cắt được hơn 50 nè, 50 một mét là hai con nha. 50 một mét. Nó cũng vậy luôn các anh. Đó. Một cặp này anh nào sưu tầm cặp này giúp em. Còn anh nào mua một cái thì là em bán cái dài thôi. Bây giờ em ưu tiên cho anh nào lấy một cặp trước đây. Còn cái ngắn này ha, cái ngắn này, cái 50 này đó. Các anh cũng để vô vậy ha. Để vô miếng ván thôi, đặt máy cưa vô, rẹt. Thẳng đét luôn. Đó. Cũng là hiệu chim cánh cụt nha các anh nha. Đó. Này nó ghi là 45 nè, 45 cm. Còn con này nó ghi là 1 m. Nhưng mà tại sao em đo nó là 1 m ta? Nè.
50 nè, sao nó nói làm sao vậy trời trời. Có cắt được có 45 thôi hả? Nè, nó ghi 45 nè, cái này ghi mét nè. Đó, hai con nha. Hai con này 1 triệu nha cả nha. Hai cây thước này, hai cây thước dẫn cắt này là 1 triệu nha. Đó, anh nào sưu tầm giúp em. Đó, hàng Nhật nha. Rồi tới số 38. 38 mà gửi thức anh một bộ bánh xe nha. Đó, em còn được 3 bộ nữa. Em lấy đồ 20 bộ quá các anh. 20 bộ, 20 bộ mà bây giờ còn được 3 bộ nữa. 4 bộ, bộ này còn 3 bộ nữa. Đó, gửi về thức anh nha. Cái bánh xe này là bánh xe chịu tải các anh nha. Đó. Cúc này là cúc 12 nè các anh nha. Ốc này nè, nó bắt vô này ha. Đó. Đẩy tới thôi, đẩy tới nó xoay ha. Về đến nơi rồi thì các anh tăng lên nha. Đó, tăng lên. Xoay nó lên ha, xoay nó lên, nó treo lên ha. Nó treo cái bánh xe lên rồi các anh để cố định nó tải 300 kg ha. Nó tải 300 kg một cái ha các anh, phải không? 4 cái lần tấn 2 rồi. Nên các anh là tăng lên ha, tăng cho nó cao lên rồi nó treo lên khỏi mấy. Đó. Bánh xe nó cao nó không có chịu lực trên bánh xe này nữa. Rồi khi nào mà mình muốn di chuyển thì mình hạ cái con đôn này xuống. Đó. Hạ con đôn này xuống. Rồi mình đẩy đi thôi. Rồi. Số 37 này về nhà các anh nè, 320 nha. Các anh nhận hàng là 320. 4 bánh nha các anh nha. Một bộ nó. Rồi. Số 38 rồi, 37 rồi. Rồi tới số 38, 38 em gửi thức anh cái sợi dây bảo hộ nè, cái sợi dây leo trèo nè, chắc anh đi miền núi nè, hay là thoát hiểm nè, thoát hiểm nhà cao tầng bị cháy nè. Đó, hàng này là hàng này xịn sò lắm nha. Hàng này là hàng Nhật nha, chứ không phải là hàng mà hàng của gì đó của Đài Loan đâu nha. Cái thương hiệu gì của Đài Loan Tajima thì cũng là tốt rồi, nhưng mà để mà so sánh với cái sợi dây này nó còn xa lắm, đang còn thua xa lắm. Đó. Chất liệu của nó thì cũng là bằng dây thôi, nhưng mà đường nét của nó đẹp lắm nha. Nó đeo vô trong ngực ha. Hai cái móc này là hai cái móc mà để các anh mà đu này ha. Luồn dây để thả xuống nè. Đó. Còn cái phần ngực của nó nè, trước ngực của nó đó, nó cài vô nha các anh nha. Nó cài vô trong đùi ha. Cái phần này nó vô trong đùi nè ha. Đó. Nó vô trong đùi ha, mình bỏ vô trong đùi, bỏ vô trong đùi hai cái đùi ha. Rồi thắt ngang bụng lại ha. Đó, dây này là dây để mà các anh chèo cao á, chèo cao rồi để tuột xuống nha. Dây này gọi là cái dây thoát hiểm của chung cư mini đây. Đó. Dây này dây thoát hiểm chung cư mini đây các anh. Con này 250 các anh nha. Hàng đang còn mới lắm các anh nha, 250 về nhà. Các anh nhận hàng cho em là 250. Đó, hàng đẹp nha các anh nha. Em bảo hành luôn, và em quảng cáo những cái gì có cái lỗi lầm gì đó thì em sẽ nói nha. Đó. Chứ còn em không có mấy chục ngàn thôi. À, em bán tổng thể là 250, tiền ship 30 ngàn là còn lại 220 thì không có nên nói dối đâu các anh nha. Người ta giờ dối nhau nhiều chứ còn mới. Nên là từ đó mà em cảm ơn các anh vì các anh đã nghiêm túc để nhận hàng của em thôi. Em bán bao nhiêu năm nay rồi không bị bom hàng các anh. Đó, em cảm ơn là như vậy. Và những cái gì mà cái thật nhất thì em muốn trình bày với các anh ha. Còn con này á, là cái con này là con khủng nhất nè. Cái sợi dây này là cái sợi dây mà để các anh chèo cao này ha. Chèo cao bắt ong hay là gì đó. Hay là ra ngoài để mà lau gương, lau kính hay là lau xương nước hay làm gì đó. Đó. Fuji Denko này ha, hàng đang còn rất mới nha các anh nha. Cái bộ này rất mới nha các anh nha. Em nói là em quảng cáo là cái bộ này rất mới luôn. Rồi nó có thêm một cái sợi dây hậu nữa này ha. Còn cái chất liệu của nó thì là khỏi bàn rồi. Nó không có bình thường. Nó không phải là một cái sợi dây bình thường đâu nha. Không phải một sợi dây dù bình thường đâu. Đây là sợi dây dù này đã tốt rồi nè. Còn cái độ bóng của dây dù này nó khác nữa nha cả nha. Đó, nó vừa mềm nữa. Nó là dù nhưng mà dù nó dệt nhỏ nên là nó dẻo và nó mềm nữa. Nó mềm mại để cho nó ôm vào trong người cho các anh nữa để làm việc á. Đó, còn cái bộ khóa của nó cũng đã lắm rồi các anh. Đó, nó cũng luồn vô hai chân hai tay nha. Rồi trước ngực, trước bụng luôn nha các anh nha. Đó. Rồi nó có cặp khóa nữa các anh nha. Fuji Denko là nổi tiếng nhất những dòng này nha. Cặp móc của nó đẹp lắm các anh. Đó. Hai bộ em bán hết bộ rồi còn bộ nha. Đó.
anh nào đang còn cần nó thì ủng hộ em nha. Em nói là anh không phải coi nha, các anh không cần phải coi qua hình ảnh Zalo đâu, em quay thực tế như vậy nó vẫn đẹp hơn nhiều. Và cái hàng chất lượng như thế nào thì em báo nó như vậy ha. Có lỗi lầm thì gì em sẽ nói, các anh yên tâm nha. Không đúng, không đẹp mà không chắc chắn mà là không đỉnh thì là em không lấy tiền đâu á. Rồi, bộ này về nhà là 500 nha các anh nha. Bộ này về nhà 500, các anh hãy tham khảo thêm những kênh khác người ta bán nha. Đó, bộ số 39 là cái mã cuối cùng em gửi tới các anh về đến nhà. Các anh nhận hàng cho em, anh nào lấy một cặp này luôn đi, em gói luôn cho một thùng luôn. Đó, cặp này 500, cái dây 39 500, cái dây 38 là 250 về đến nhà. Đó, quan trọng nhất là hai cái cặp này nè, đó, em đang chờ khách đây nè. Đó, còn nếu mà anh nào mà không có anh nào mà thích nó thì là em cũng đang thích nó lắm á. Rồi, Điền Thái xin cảm ơn tất cả mọi người. Đó, cái like của em là cứ dài cả tiếng đồng hồ, đó. Nên là các anh cứ việc kéo qua ha. Mở lên coi những cái gì các anh cần thì anh kêu là kéo nó qua như thế này. Rồi đắt rẻ khen chê thì cho em một cái ngón tay. Để khi em đăng lên là các anh sẽ nhìn thấy ngay nha. Các anh sẽ nhìn thấy ngay cái clip của em. Những bài những cái thứ các anh đang còn cần. Đó, em lấy 70 đĩa nè. 70 đĩa của Nhật nè, đĩa cá gạch nè. Đó, 70 đĩa cá gạch. Mà bây giờ thì đang còn lại là được 5 đĩa là 7 đĩa nha. Đó, anh nào mua cái gì đó mà cần nó thì alo cho em nha. Nhắn tin cho em 60 ngàn một đĩa đó, rồi em sẽ gói gọn vui, gói trong hàng đó em ship luôn. Thì hổng giờ là chỉ có như vậy thôi, chỉ có một anh lấy 10 đĩa thì em bao ship thôi, chứ còn không cứ 2 đĩa 3 đĩa 5 đĩa là cứ bỏ chung vô để gói đi không mà nha. Tại vì tính trăm 60 ngàn một đĩa thì nó rẻ hơn nha, nó rẻ hơn của đồ đi ra mông Trung Quốc. Các anh dùng thử đồ hàng Nhật đi, chất lượng gấp 4 lần 5 lần 6 lần 7 lần tùy cái nha, chứ còn không có như đồ Trung Quốc đâu. Đó, các anh dùng đồ Nhật đi là mê ngay. Rồi, Đình Thái xin cảm ơn tất cả mọi người và chờ các chờ thông tin cũng như là chờ những cuộc điện thoại của các anh. Em sẽ gói gửi và rồi là những cái đơn hàng 600 800 gì đó. Anh nào tiện thì chuyển khoản cho em để em bớt đi cái phần thu hộ nha các anh. Đó, em sẽ liên lạc sau. Em sẽ gửi số tài khoản sau. Rồi, Đình Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.